Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ký ức của các đồng nghiệp, phát thanh viên Phương Chi vui tính mà nhỏ nhắn, tới lúc nghỉ hưu vẫn chỉ hơn 30 kg, đi nhanh, nói nhanh, đọc bình luận thì khúc chiết sạch sỏi, rất hợp gu thời sự. Ngày đọc 3K là chuyện nhỏ. Còn trong dòng hồi ức của bà, chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi tự hào khi nhắc về những buổi đọc tin thắng trận trong phòng thu dưới hầm nhà 39 phố Bà Triệu, hay ngọn lửa căm thù đế quốc khi đọc những tin tàn sát người dân vô tội của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Cầm bản tin là nhiều khi nước mắt lưng tròng rồi. Chứ không phải là thì nó đã nghẹn lên tận cổ rồi. Thế cho nên đọc nói thật là những cái bản tin chúng tôi đọc đều có hồn cả. Vì thế tại sao mà thính giả nhớ lâu là bởi vì đọc có hồn. Chứ không phải đọc để mà đọc, không phải đọc chữ của một người khác viết. Mà đây là đọc một cái tin báo cho biết rằng có những cái chuyện như thế thực từ trong lòng. Thưa các bạn, trong mỗi chúng ta đã ai gặp được con người lạc quan yêu đời đến thế? Con người tên Diệu, cả cuộc đời là một chuỗi dài bất hạnh. Nhưng càng bất hạnh bao nhiêu thì sức sống nơi con người này lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Qua chuyện ngắn Má Hồng của Nguyễn Khải, người phụ nữ Việt Nam đẹp lắm. Cái đẹp ẩn tàng nơi tầng sâu tình cảm, nó lặng lẽ tỏa hương ngọt ngào hiền thảo, chẳng phô trương hay khoe khoang ồn ã. Cái đẹp thật nhiều khi tôn thờ hy sinh để chồng con toại nguyện vinh hoa, khi sưởi ấm điểm trang cho gia đình ấm êm nở hoa kết trái, khi thánh thiện thăng hoa đến cõi thánh thần. Những ngày đầu mùa mưa năm 1946, cứ ì ạch nặng nề đi từng bước khó khăn như người đàn bà sắp ở cữ, cứ chờ dạ mãi mà vẫn chưa đẻ được. Ở cái vùng nước mặn vùng Tây Nam Bộ này, người ta mưa như bọn trẻ con chúng tôi mong mẹ về chợ. Mưa có nước ngọt uống, có nước cày bừa, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là mưa có thể làm chậm bước đi của địch trong các cuộc tiến công, gây trở ngại cho chúng trên các nẻo đường hành quân vì trơn trượt, sình lầy. Lý Hoàng Việt, một tài năng âm nhạc Việt Nam, đã ra đi mãi mãi. Trong vòng 20 năm sống ở Hà Nội, khoảng 1955 đến 1975, ông đã viết hơn 100 ca khúc. Nhiều bài trong đó tiêu biểu cho dòng nhạc cách mạng thời kỳ chống Mỹ, như Lá Đỏ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Cô Gái Vót Trông, Ngọn Đèn Đến Khác. Nhạc của ông đã thở cùng hơi thở của dân tộc trong suốt những năm dài kháng chiến. Bên cạnh đó, những ca khúc của ông còn mang âm hưởng dân ca, trữ tình, dễ nhớ, dễ truyền xúc động. Bài hát Nhớ Về Hà Nội của Hoàng Hiệp là một tác phẩm đặc sắc, nếu không muốn nói là kinh điển, của dòng nhạc cách mạng những năm cuối thế kỷ 20 về tình yêu thành phố bên bờ sông Hồng. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình thời sự tối đầu tiên năm mới 2001 của Thiên Niên Kỷ Mới, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung nổi bật sau đây. Đoàn đại biểu cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Trịnh Tất Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương làm trưởng đoàn đang ở thăm Việt Nam. Nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ tổng kết thập kỷ chống mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học 1990-2000
và tiếp tục phát động phổ cập trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện văn hóa lớn đang diễn ra ở thủ đô Hà Nội trong những ngày này là Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 45. Mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ghé về thăm làng Phong Quả Cảm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, trong một chiều đầy nắng. Không gian tịch mịch ở đây đã xua đi mọi bon chen của đô thành. Ai biết được rằng, sau khung cảnh êm đềm kia, hàng trăm con người đang âm thầm chịu sự dày vò của căn bệnh quái ác. Và cũng biết bao người đã lặng lẽ ra đi. Không khó để chúng tôi tìm được nhà anh Vị, chị Và, cặp vợ chồng mới nhất của trại. Ngôi nhà xinh xắn của anh chị nép dưới tán cây xấu già. Khi chúng tôi đến thăm, anh Vị đang ngủ, còn chị Và vợ anh đang đuối húi dọn dẹp chuồng gà. Nhìn đôi tay đã biến dạng cụt gần hết ngón của chị, cầm chổi một cách khó khăn, chúng tôi không khỏi lo ngại. Đáp lại bằng nụ cười thật tươi, chị nói, cô chú cứ yên tâm đi, chị làm mấy việc này quen rồi.